Đây là cái bình ga mini dành cho thí điểm, xài bơm được 200 lần, xài xong rồi mình không không tái sử dụng bình là được. Thì ai mà sử dụng mấy cái bộ dùng cho thí điểm tầm khoảng dưới 20 bộ đó thì dùng cái này thì phù hợp. Thì cái này cũng dễ xài lắm. Ở đây là mình cắt cái ống gắn vô trong cái lò xịt của nó. Là bỏ là vừa với cái này luôn. Bình đó mình xịt mình bơm được bao nhiêu cái bịch? Xài được 200 lần, mỗi lần 40 ml. Chỉ dùng cho ai muốn làm thử thôi, tại chi phí của nó tính ra tới 1.000 một lần bơm. Còn làm đại trà thì dùng bình bự quá thì tính ra có 50 đồng một lần bơm thôi. Còn này nó mắc là nó không có sử dụng lại bình được. Thì cái tái sử dụng để mình thử mình thử xài hết nào đó mình bơm thử lại có được không, nhưng mà sợ hơi nguy hiểm, tại cái bình này nó không hóa lỏng, nó chỉ là nén khí thôi. Trong đây có 8 lít khí như đó, 8 lít khí nó không có hóa lỏng. Đúng rồi, nãy dở lên nghe nó nhẹ. Thì cái khí này mình không chứa trong cái túi khí được nên phải dùng cái bình. Vậy nên chi phí mà làm nó hơi cao. Hai trăm không? Bốn trăm, năm trăm, sáu trăm.